Giết mẹ thì hết trơn. Lấy con gà khỏi chặt cho anh. Lấy con gà khỏi chặt nha. Nói mấy con khỏi chặt cho người ta về chứ không đi. Đúng rồi. Dạ cho nhanh. Khỏi chặt ba bốn con luôn mà. Lấy mẹ. Bỏ bỏ hộp bỏ bịch mẹ cho mấy người này về đi. Tôi là phải chặt nên anh là tôi đéo cái dao. Phải chặt đây 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 đây. Đó mới con gà, con nữa con vịt. Đừng có hành cho tôi. Con vịt nữa anh. À còn vịt nữa. Gà ủi muối Hồng Kông. Đó là tính ra tiền này là con giải là mua tiếp. Con nữa con vịt nữa mà. À. Rồi dạ lòng không chưa nghe rồi. Rồi bu bu chặt không tài ký luôn. Nói đúng rồi chị đứng sau mới làm chị tới sớm mọi người. Đứng phải bên bên chỗ bên mì kìa. À cô đứng ở chỗ bên mì á. À đâu cô biết đâu. Thấy cái cô kia cũng đi tới này. Cho em con á. Đứng đến nửa tiếng không? Có rồi đó. Có. À Đà Lạt luôn hả? Bây giờ mua con gà đi về Đà Lạt. Đúng rồi. Trời ơi, về tới khi nào ăn? Ăn cái xe luôn. À lấy xe ăn luôn hả? Chị này là vị khách động đặc biệt nè. Từ Đà Lạt về đây nè mua con gà muối. Lấy con gà mua con gà muối về ăn coi. Hết rồi. Hết rồi. Đi 3 ngày rồi đó. Đi 3 ngày rồi chưa mua được hả? Chạy lần ngày mai, hàng ngày mai. Ba ngày là tính là mua một ngày một con thôi nhưng mà 3 ngày là chưa mua được cho nên mua 3 con luôn. Đó vừa mở đoàn cái là người buôn đầy đông luôn trời. Ôi trời bất ngờ với cái xe gà này đúng rồi. Cái này làm gì ra trễ dữ vậy trời. Cái này gà về trễ làm trễ. Cảm giùm nha. Gà cho hai miếng đồ bà đi mà. Không đủ gà đâu. Anh sao chậu hết rồi ạ. Ok anh chậu ạ. Chậu vào mèo kìa đó. Hôm nay gặp nhiều quá. Đông quá hả? Sao bữa nào cũng đông vậy? Cô mua mấy con cô? Dạ. Mua mấy con? Con thôi, không con là hả? Dạ. Con 160 hả? Dạ. Biết hết rồi. Dạ. Ông đã vừa ra là ông chặt ào ào luôn, đông quá. Nhiều người chờ quá. Đừng chặt lên cho nó lẹ. À đúng rồi đó, mua đừng chặt cho nó lẹ. Về nha. Biết son gà về xé ngon hơn. Hai với trời. Ồ, đông quá, đây là gà nè mọi người. 160 một con. À.
tí nữa thì mình sẽ tới cái đoạn trước đó. Đông quá mà không có được. Đây này cái số điện thoại này, Tài Ký Gạo Muối Hồng Kông, số điện thoại là 0977717524 Zalo, đồng Facebook luôn. Ồ, chú là phải chờ rồi đó. Đông quá không hiểu sao luôn đó. Chụp cái gì đó, mấy người chụp cái gì vậy? Chặt, chặt, chặt ra. Lên YouTube, lên mạng coi, đúng rồi, bệnh á. Rồi, rồi, rồi. Anh lấy con nhà nữa con vịt. Con gà nữa con vịt. Ờ, con gà khỏi chặt nha. À, khỏi chặt cho nó nhanh, lấy khỏi chặt nó nhanh hơn chú à. Giảm lầm ra. Rồi. Lấy con gà khỏi chặt nha. Như như là số lâu quá rồi đó, khỏi chặt luôn, hỏi mua luôn cho nó khỏe, khỏi chặt, khỏi chặt, lấy con gà khỏi chặt luôn nha. Đúng rồi, khỏi chặt, không lính quýnh quá. Quay cái này có tiền không, nó quay dữ vậy? Cái này tiền nó kỳ vậy, tiền quá trời. Mình đăng ký bấm like là người ta có tiền. Lâu lâu đang cột trời ơi, rành dữ trời. Ừ, rành dữ trời. Sắp sửa đi làm tới cốc. À, đúng rồi. Có tiền đâu kỳ lắm. Ba phải bấm đăng ký rồi coi nữa nha, nó mới có tiền. Chặt cho con đi. Con đi. Có lẽ không ra. Chưa có gì. Giết mẹ thì hết trơn. Lấy con gà khỏi chặt cho anh. Lấy con gà khỏi chặt nha. Nói mấy con khỏi chặt cho anh ta về chứ không đi. Đúng rồi. Dạ cho anh nhanh. Khỏi chặt ba cũng con luôn mà. Lấy mẹ nha, tôi lấy mẹ. Nè 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 nè. Khỏi bỏ hộp, bỏ bịch mẹ cho mấy người này về đi. Tôi là phải chặt tôi sao nhà tôi léo cái dao. Phải chặt đi 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 đi. Chặt con cá đi em. Đó mới con gà, con nữa con vịt. Con cá ăn cho tới. Con vịt nữa anh. Ai còn vịt nữa? Gà uống muối Hồng Kông. Đó là tính thì nói là ngại là con giải là mua tiếp. Con gửi con vịt nữa mà. À. Rồi dạ lòng không chưa nghe rồi. Cắm chan lớn quá. Rồi bu bu chặt ông Tài Ký luôn. Con đứng lâu quá rồi. Ha lâu rồi. Ờ, hai ha. Cái này là, cái này trước vậy đó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Từ từ giùm em cái, từ từ giùm em cái. Đúng rồi. Tôi có đâu có bóc gà không đâu. Ba lâu rồi. Chặt chặt cho con đi. Trời ơi. Nguyên con luôn đi. Hai ha. Đi chơi chặt cho con giùm đi. Lâu quá. Chứ đừng lo lại. Không chạy về bóc luôn á. Chứ giờ chị ấy là ông mà. Bỏ bịch vô đây. Thương người khác đó. Cái này dễ mà. Rồi nói cho nó cái này làm, cái này làm, cái này lâu lắm rồi nè. Trời ơi, bà này hồi nãy giờ tôi biết bà nào dặn anh. Đó, đó bà nè. Rồi, bà đưa tiền đi. Chặt chặt cho con đi em, cho cô đi. Được chưa, cô đâu? Đi mất rồi. Rồi tới bên này nè, tới bên này tới trước nào. Làm luôn nè, tự làm luôn. Bên này tới trước nào, hai người này nè. Rồi, có tôi hai con bán hàng 2 nha. À, Sài Gòn bán hàng 2. Rồi, có hai người là có chiếc này làm sao nè. Đó, là không có chặt á. Để nguyên luôn. Ờ, nguyên luôn. Ờ, mấy con nguyên thì bán cho nó nha. Ờ, anh con nguyên á, em này là ai. Nhưng mà tôi một giờ anh làm thêm một mẻ nữa. Ai ai có lấy vô nhà lấy. Ai có ăn thì vô nhà. Ở xa thì họ ta qua đó. Mình làm thêm một mẻ 11 giờ. Cái tay ổng xả đó. Đây. Rồi cho xíu đi. Nè, cái túi con này nè. Trời dạ, chút xíu đi cô, từ từ. Ờ, nửa tiếng hết rồi, kéo xe ra nửa tiếng hết. Đi lấy tiền nha chị, đi lộn nha. Ờ, người đông vàng làm sao nửa tiếng hết. Chị kia đó, bán đầu tiên bây giờ vẫn còn ngoài chưa mua được.
nói đúng rồi chị đứng sau mới là chị tới sớm đó, mọi người đứng tới phải bên bên chỗ bánh mì kìa. À cô đứng ở chỗ bánh mì á, à đâu cô biết đâu, thấy cái cô kia không đi tới này cho em con đứng đến nửa tiếng không? Có rồi đó. Có đứng nửa tiếng rồi. Ăn sáng luôn á, đứng đợi ổng á. Ăn sáng luôn. Đứng ở bên bánh mì ra đợi nửa tiếng rồi đó. Tại bánh mì nói là chút ổng mới ra. À vậy hả? Đợi. Vậy bây giờ hết rồi ha. Hai chồng chị là hết rồi đó. Đông lắm. Nên mình đứng mình đợi. Alo nghe nè. Đây nè. Để cần người mua rồi đứng dậy con đó nữa. Để phan sẽ phan. Chờ xíu nha chế. Rồi rồi từ 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 ngồi tới. Ai không chặn nói em nói mẹ. Rồi hai con chặt có đưa xong chưa? Ở chặt kia hả? Ở chặt không thấy sao kia hả chị? Chờ em xíu nha. Quá. Ta miễn phí. Cái này mà bán đắt rồi hơn chỗ heo quay luôn á. Rồi bán quá hơn chỗ heo quay luôn trời. Ở bất ngờ thiệt hết chứ. Ở chặt kia. Ở chặt là lái dài cho nó nhanh đi. Bây giờ chặt là biết bao giờ. Chờ lâu lắm. Chứ có hai con cho anh nè, chứ có tiền rồi, trả tiền rồi á. Rồi, từ. Cho con một con chặt đi. Lâu quá. Chặt là phải chờ cô ơi, chặt là chờ nha. Tết anh ơi, chú chặt giùm tôi đi. Ông trả đi, chặt là phải chờ. Chặt chứ ở nhà mà không có dao. Dao lục tết. Rồi xe giùm em nha, coi chừng công an nha. Bột, ăn không có được. Cái đó gì vậy nè? Rau chua với ái nước chấm thôi mà. Cái chặt này nó béo mềm, nó béo chứ không phải là mềm mềm bở mềm xèo, nó hơi mềm không mà nó béo. Rồi chặt không chặt của ai nè? Không chặt đâu, ai không chặt đây. Rồi mới muốn chọn ai muốn chặt không? Em gần gói chọn rồi. Chứ muốn chọn anh đi. Ồ, đông quá đông quá. Sáng không kịp. Có mồ hôi hết luôn. Có sao nó vậy, gà này nó mềm nó béo nha, nói trước à. Ê mấy cái cảnh luôn có bán thêm không? Bán thêm mấy bịch đi. Không ăn là nó rất ngon. Anh cho em cho anh thấy giờ chứ lâu rồi. Lâu lâu rồi có lại món hốt. À lâu lắm rồi mới thấy rồi có món nó hốt như vậy đó. Ẩm thực rất là lâu lắm rồi mới thấy trên nó đang bu đông vậy. Cho con chặt đi. Ôi nè cái lượng này đó. Còn không nhiều đó, 160 một con. Đúng rồi, tiền đó, còn phải xếp hàng mua chứ. Có bánh giang mới có. Hết quá xe đứng dưới cái đường này luôn. Thì đây là cái số 95 Tề Tĩnh. Bữa con mình anh nó bán, bữa nay thêm Đăng Cường thêm vợ nó bán nữa. Con gà mày đổi chiếc xe. À. Mất bỏ. À. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy gà của chị hót tới cả nào chưa? Mất cái xe bỏ luôn vậy. À, bỏ xe ăn gà hả? Ăn gà 160 ngàn đã rồi tính cái xe sao? Chiếc xe 160 triệu. Nãy chưa có nghe nè. Không nên bài luôn. Đó rồi. Gỡ cho con này đi. Chờ chặt nha. Chờ đó. Gà hai con. Rồi phải chặt rồi lẹ. Đỡ vậy đứng nãy giờ lâu quá trời. Khỏi chặt chịu khó. Khỏi chặt nó nhanh. Chặt cho con đó đó đi. Muốn ăn còn phải dễ. Gọi cho cô đó đi. Chờ lâu đó giờ. Cô chờ từ qua bên quán bánh mì chị chờ qua bên đây luôn á. Chặt nhiêu con chứ? Chặt 260. Con khỏi chặt nè.
Còn có 150 hả? Không, cái này không có nút tương coi. Không xài nước tương nè. Không, ai biết đâu. Không rồi. Đúng rồi, bán nửa tiếng rồi. Ồ, bây giờ toàn còn tiền, toàn tiền chẳng có hai tiền lẻ rồi. Cho con dịch luôn nha. Rồi, nói tôi con dịch luôn nha. Mình đưa tiền lẻ mà. Tiền mua lẻ. Alo nghe alo. Để giờ rồi. Rồi lại nha. Có bán em đang bán ở 97 tỉnh. Sao chị thiên đi đây gì qua đây nè, chị mua gì qua đây nè. Dạ, em xin lỗi chị nha, bây giờ chị chạy qua còn thì mua giùm em chứ bây giờ em đâu có biết còn hay không nữa, qua chạy qua giùm con đi. Bán tốt mà hậu đang chạy. Rồi gói cho chúng vô lưng nè, con gà chặt. Rồi con gà mới chặt. Nhiều chấm rau vô, mình chấm nữa, chấm nữa. Chấm rồi, con gà hai chấm cái đúng bây giờ rồi. Hai con vịt hỏi chặt không à? Con vịt 26. Dạ 26 nè. Có 20 không chú, cho con 20 đi. Nè nè nè, 25 nè. Tháng cho 2 cái lấy gà lấy tiền đây là không. Lấy tiền thôi, không lấy nữa đó. Rồi, của tôi con vịt lấy nữa là bị đòn á. Còn con của tôi đó nha. Chị vẫn còn hài hước nữa. Dù căng thẳng nhưng mà chị vẫn còn hài hước được. Tôi con vịt khỏi chặt luôn. Bỏ vô bịch lại được rồi. Đúng rồi. Chặt lâu quá. Hút luôn cho nhanh. Thời tới rồi, cảm kịp. Thời tới rồi, đúng rồi, cảm kịp nữa. Hết mập luôn rồi. Đó, bỏ giùm con vịt coi, đẩy ra lâu quá rồi nè. Chặt quá. Ờ, đẩy lên. Con gà không chặt luôn nè. Con gà con vịt không chặt cho anh luôn. Rồi, đẩy ra chế luôn. Rồi, của tôi nè. Ôi mua hàng hay rồi. Tới cả không kịp rồi. Thời tới, đúng rồi, thời tới cảm kịp rồi. Con vịt mình tới tay không mua là hết. Gà gà ủ muối Hồng Kông hot quá. Anh áo đỏ này đợi nãy giờ nè, ảnh con nè. Thời tới rồi, thời tới rồi. Tại đi xe để ngoài đường rồi, mất tiêu xe không về. Có xe giùm nghe để công an nghe. Rồi, cảm ơn. Con gà mất xe phải chụp luôn rồi. Con cái cánh chưa bỏ vô. Quán gà có gì chứ. Cái gì con gà đi con em ơi. Cái gì gà muối hay giang muối? Đúng rồi. Cái gà này nè. Con là muốn xài chi dầu hai con. Con gà đi em. Gà chi dầu. Con hỏi chặt. Con muốn chi dầu 77. Con này thầy ơi, bữa nay là ngày tốt. Không mà tí nữa là không mua được nữa là bữa nay là ai buồn á. Ờ, thầy hết giờ thấy da gà hết rồi, rồi mà bắn hết rồi nè. Ờ, nãy hai cái ngăn này nha, ngăn ở trên cũng đầy, ngăn dưới rồi. Hôm nay có 60 con nè, bán chắc chưa được nửa tiếng, bán hết coi trời. Đó là gà xì dầu, đó là gà ủ muối, hai lợn gà. Hết quá. Chỉ thích ăn gà thôi. Ừ. Con gà này hết rồi, mới hết luôn. Nếu mà gà chín thì tầm 92-93, gà sống thì nó bự hơn. Đây mấy người mà buổi chiều mua ghé nhà anh là ghé địa chỉ nào anh? 175/59 phố Cơ Điều á. À, phố Cơ Điều hả? Đúng rồi, đúng rồi, quận 16, quận 11 thì trước rồi mới đúng rồi đó. Không qua đâu, giờ tiền nữa đó. Rồi. Dạ là bữa nay hết đẩy qua bên chợ Thiết rồi ha.
bán nổi đây. Hết rồi còn mấy con nữa hết rồi. Bán nhanh vậy. Con vịt của chị nè, gói đi. Em con gà. Gà thả dưa mập đi, đi cũng chặt khỏi chặt. Để đem thôi. Quá hết quá. Gà đây 40. Hai con không chặt đi, đã hấp muối rồi. Con muối một con xì dầu. Dạ. Con hấp muối còn xì dầu em nghe rồi, em nghe rồi. Con này giống như con gà gan. Gan muối vô thịt thay á. Gói con vịt cho chị đi, gói con vịt cho chị đi. Rồi, con bắt lên gần hết rồi. Hết rồi. Hết chờ tới con cuối cùng. Mua hai con. Không. Ngắm được con nào không? Tháng đợi được em nào không? Ôi nó lụm hết bây giờ luôn á chứ đâu phải là đâu còn. Cái con gà đi. Gà nó báo là hôm qua là tới tối 8 giờ nó mới giao lại. Gà đẻ không kịp. Gà đẻ không kịp, gà lớn không kịp không mà. Anh không nghĩ tình hình này chắc vài ngày sau nữa, nếu như mà có gà thì ngày cũng hơn chắc hàng trăm con. Sao nha? Con phá lấu con muối đi. Bữa bán nhiều nhất là 150 con anh. Bỏ lại vô đi, bỏ lấy một số cũng được. Lúc mà năm ngoái là đã bán 147 con rồi. Vậy hả? Năm ngoái á. Là lúc đó là chưa có YouTube, chưa có gì hết trơn á, một ngày là bán 147 con. Ờ. Cũng á, số cũng á. Cứ nghe nè, em đang chặt đừng có đút cái tay vô nha, thông cảm giùm em nha. Cái rồi là không thấy cái đùi gà mà thấy cái tay không á. Rồi lấy lỗi em còn né được chứ mấy chị đút vô một hình lần em không né được đâu á. Lấy lỗi cái tay bỏ luôn. Không thấy cái đùi gà đâu mà lấy cái tay kẹp hết. Gà máy nó cũng có màu nữa chị, gà máy rồi. Gà trống nó phải có hai cái ở trong. Rồi nói cho chị sau lưng nè. Lấy con rồi. Cho bà lấy con gà tại giờ. Đây là số 97. Đây con vịt nha. Hết giờ rồi. Đông quá đông. Đem con gà về cho chị. Ở xa mày mở Đà Lạt mà. Ở Đà Lạt luôn hả? Bây giờ mua con gà đi về Đà Lạt. Đúng rồi. Chặt đường luôn ăn thôi. Trời ơi. Rồi về tới khi nào ăn? Ăn cái xe luôn. À lấy xe ăn luôn hả? chị này là vị khách động đặc biệt nè, từ Đà Lạt về đây nè, mua con gà muối lấy gầm, mua con gà muối về ăn coi. Chị xuống đây khi nào? Mới xuống đấy. Chị mua để nguyên con rồi đưa vô cái người ta lưa liền à. Đây không chặt nè, lấy luôn cho nhanh nè chị ơi. Cho chị nè, chị mua chị kịp xe về Đà Lạt á. Bà Ly bỏ xe đó hả? Ủa đỏ rồi. Trời ơi là trời. Nó nghe coi chừng xe công an nha, mấy anh. À đằng đó nè hả? Của ai đây? Của anh nè. Lấy của ai? Hỏi đi, hỏi của ai lấy không chặt tương lại đưa. Dạ muối không nè. Cái này không chặt đây nè. À, chị này cút ra lạc á, cho chị ăn con gì đi về đi. Đó. Rồi. Đó, ở bắt xe Đà Lạt lên đây mua con gà về ăn thôi. Đó, chị thấy không? Đáng lẽ là chị phải giảm cho chị 10.000 giả dạ, chào chị nhá. Ghê hả? Chị gà chị đem nguyên cái ba ly rồi chị đi rồi chứ đâu phải ai nói giỡn đây nè, đó thấy không? Đó. Đây là đem nguyên cái ba ly đi kìa. Chị đâu chị Đà Lạt đi về rồi. Ôm ba lê về rồi. Rồi chặt luôn con này nữa là hai con. Gà ủ cuối nha. Anh đừng có cầm để em là cầm cho. Em cầm cho cho nó gà đi. Đưa ông chặt luôn rồi. Gà ủ muối gì ra gì dầu. Đây gà ủ muối, gà gì dầu. Thì dầu nó đen à. Khỏi chặt. À, khỏi chặt về bán cho nó lẹ.
rồi hai vợ chồng về bây giờ bắt đầu đi trang trại lấy gà tiếp để bán cả chị dâu là dâu uống muối là nó uống muối chết quýt luôn à là chị dâu đấy hay vậy trời giải thích y bè giải thích cũng như không giải thích rồi chờ xíu nha. Ủa anh đang chặt nó không chặt lại không bán bán hàng áp lực tốt tốt mà thôi luôn ôi trời khách đó là đẩy xe lên chứ trời đẩy à, đẩy phụ lên cái hàng luôn chứ khủng khiếp thiệt à từ trước giờ mới thấy băng hàng kiểu đó đó ôi trời em tới đây trước nửa tiếng thấy có người đứng ở chờ rồi ờ cái gì đó chị về rồi gì đó mất rồi chắc mua được về rồi đứng đợi lâu à, không có chị mua được rồi chị về rồi hai con của anh gói em con đầu mối lấy con về cái xe xé ăn cho ngon dạ 160 con gà gà ủ muối á rồi hai con có hai con của ai không gà muối gà ủ muối Hồng Kông cho em con cái muối con có con cái muối con xì dầu á cho em một con đi nãy giờ đầu thôi rồi lấy con cho này bữa nay nó có sự kiện quan trọng này nó thành mẹ cuộc đời nó là bữa nay á đây anh chọn con gà nào con gà cống hiến á nha gà cống hiến rồi để riêng cho thầy có 20 lẻ không có 3 giờ là mấy lên xe rồi 20 lẻ đi thôi chăm chăm 7 giờ tới không 7 giờ thôi á cố lên cố lên 9 ngàn cái giờ đây thầy rửa kìa 19 ngàn đây là tạc cầm tháp rửa ồ có triển vọng có triển vọng thôi chặt đây hỏi cho nhanh thôi chặt lâu lắm đó hết cái tủ gà đó ai à, tới sớm thì còn chậm thì hết á sao đợi đi cô ơi chờ xíu cô ơi ừ đúng rồi anh cho em con nha con đó của em á em tốn hết ba tấm tiền đi về đó con gà con gì hỏi con khỏi chặt con của em ấy nè con muối khỏi chặt khỏi chặt ok nhanh em để coi cho nghe không có mua hết rồi đó đó thấy chưa đó rồi đó ngưng ngưng nhận khách nhận khách rồi đó cái đĩa quên là tí nữa là có người bà mất rồi chứ cái bạch em bỏ cho do cái bạch đây ừ gói đi không sao đâu ngoài lái rồi mình dạ 175 75 sạc à 11 giờ ai có ăn chạy vô nhà lấy giùm em nha 59 chạy vô nhà có giảm giá gì không vậy của em. Còn 150 ha lấy tiền con chị ba con rồi hết rồi hết rồi đi ba ngày đó đi ba ngày rồi chưa mua được hả chạy lần này má hàng ngày má đó đi ba ngày là tính là mua một ngày một con thôi nhưng mà ba ngày rồi chưa mua được cho nên mua ba con luôn để chặt cho con đi đứng đợi rồi nãy giờ lên ba con đi nè dạ với em ba con nước muối đi nè cho con hỏi chặt đi cho em đi bây giờ ta hỏi chặt nè đi đâu có chặt đâu hết rồi còn 56 rồi cảm ơn anh tài nha để cho em đi chứ giờ đi hoài đi ba ngày nãy giờ ờ à, con gà này là con gà trống thiến nha thầy cái này gà này quan trọng lắm á đó 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 hai người đó 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 đúng rồi đúng rồi nãy giờ đứng đợi ngoài đó con đó khỏi chặt đi em của chị á nãy giờ con đi nãy giờ chờ lắm đi mấy khỏi chặt đi ra nãy giờ tôi đứng ở đây mà cái gì này là đi vậy này là đi 3 ngày rồi chưa mua được con nào bữa nay mua 3 con mà hết gà luôn rồi hết mua 3 con nhưng mà người ta là đứng này mua hết rồi
ra xì dầu rồi. Đầu muối hết rồi. Muối hết rồi, mai để chạy ra. Hết rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Chậm một xíu thôi là hết liền. Không à, đúng rồi, bán đúng 30 phút rồi đó. Tiếc chưa? Tới ngày thứ tư là mua 4 con á. Ngày mốt thứ hai mới đi được, tại mà gì rồi. Mai thứ bảy, vẫn có bán mà. Hồi lấy con gà thì vào đi. Không ăn gà muối thôi hả? Ờ, trời đi 3 ngày rồi mới chưa mua được đó. Mình cũng nó chưa chạy về nhà nó kìa. Dạ. Chạy về nhà lấy ra còn. Mười một giờ tới nhà. Cho cái địa chỉ đi. Cái địa chỉ đi. Đây cho cái địa chỉ tiêu chị mua. Chặt cho gà thì vào kìa. Chờ bà đứng ngoài đường chờ bà la làng từ nãy giờ bây giờ mới vô tới đây. Hết gà hết gạo muối. Còn gà thì vào ăn gà thì vào luôn. Mua gà ở đây cực trời. Con gà xì dầu 2 con. Hết gà muối rồi nha. Đây ở ngoài đây còn nhiều người vô nhưng mà đã hết rồi. Hết rồi. Hàng ngày mai. Hết rồi muối còn gà xì dầu nè. Còn giá chè đi đi. Hậu Mỹ nói. Má chà mày ha. Không thấy rồi cho đây người Hoa người ta trao đổi với nhau bằng tiếng Hoa không ạ? Bởi vậy bây giờ bán được không có gà bán thấy không? Làm con thì giàu đi. Bởi vậy cho nên là những người họ tới đây họ mua sớm nửa tiếng á. Có đèn kia đó, giờ vô nhà đi chứ. Nhã đâu anh? Lấy cái tờ giấy ghi cái địa chỉ cho người ta coi. Quên đem hả? Ai ở chồng lặt dạ đẩy cái xe gà ra bán quên cầm cái cặp với giết luôn. Bảy năm sạc 59 khó cơ đều. 75 sạc 59 kìa. Lái này đi vô rồi bắt công chạy tới rồi mua mày nhỏ. Bữa nào là mua. Bữa nào mua tới là mua thêm con gà ủ muối. Ai biết là chị có mà chả mày luôn. Mua hai con đó là hết luôn rồi đó. À, đây vẫn còn nhiều người đứng đây mà mua được hết luôn rồi. Bà lấy nửa con thôi phải không? Một cái nửa con, cái con rồi. Cho ăn nhậu quá nhà. Không có ai lấy nữa. Về chế điện nha, chế nhắc vô tin đi em nhớ rồi mà em giữ lại. Mỗi chục lối, hai của ai? Của tôi đó. Dạ khó, hai con luôn đó nha. Quay video lại tại khó, một cái nha. Bán cũng khó. Của họ là một cái nữa con, cái con rưỡi. Cái nữa con là cái con chứ. Nó bị ép, nó bị bầm một bên à. Bầm một bên. Rồi, mua sao đâu. Dạ. Tính nửa giá rồi. Không dám bán. Gà thương đặt. Thế không? Bán lấy nửa giá thôi. Dạ, tại vì có sao nói vậy. Anh ơi, bán gà thì hả? Cái nửa con, cái con rưỡi luôn nha. Hai con nha. Ai hỏi cũng dám bán. Thôi còn mấy con gà tao xì nguyên đi. Hết rồi anh ơi. Không biết mấy giờ, mới có thường á. 8 giờ gà tao xì á. Ra tàu xì là 8 giờ ở đây rồi, ra đây có rồi, sáng sớm là ở nhà là có rồi.
không còn nhiều người vô nữa mà hết gà rồi. Dạ 1,5 sẹp 59 hết cơ điều. 1,5 sẹp 59. Trời ơi quên hồi nãy đi lần mà không thấy chạy theo. Có không? Dạ một cái nữa con, một cái con rưỡi nha. Tính 10 tính 10 giờ nhậu bây giờ mình mà. Bạn mình tiếp được. Lấy số điện thoại đi mua. Không có đem vô nhà. Còn con cuối cùng con này là con gà lỗi. Lỗi có nghĩa là nó bị dập nửa con à, đen. Bán một nửa giá thôi. Đó rồi, còn con một con gà mồ côi thôi. Alo. Tối hôm qua nó giao không kịp. Dạ. Ngày để trứng ngày ăn bán mấy chục con cho nên là không kịp. Hai con gà muối cuối cùng, còn con kia là con gà lỗi bán nửa giá thôi. Ghê thiệt, vẫn còn nhiều người ghé vô mua. Ok quá. Alo. Nay tất cả là có 60 con ha? Dạ đúng rồi. 60 con bán nửa tiếng rồi. Ồ, tặng luôn gà lỗi tặng luôn một con. À. Là tặng luôn miễn phí luôn hả anh Tài? Hay quá. Lấy hai cái đồ hơn lắm hơn không? Vị khách cuối cùng. Vị khách cuối cùng. Rồi cảm ơn bà con nhiều, cảm ơn ngày mai ghé ủng hộ nha. Ghé mà vô nhà thì lúc nào cũng có hay là có giờ? Điện thoại trước em 2 tiếng. Chị đặt trước em 2 tiếng đó chứ. Dạ. Thôi, dẹp. Hai cái đùi bị hư. Cảm ơn bà con nhiều. Ở bên đó ngày nào anh cũng bán hay sao anh? Ờ đúng rồi, chỗ đầu chợ Hà Đông Quyền với Nguyễn Chí Thanh á. À. Bây giờ đi ra ngoài nè, người ta hối ra ngoài là đứng đợi ngoài quá. Đi. Dạ chạy lên. À. Rồi nguyên một cái xe gà. À, gà hấp Hồng Kông. Ô đặc biệt quá. Đứng là đợi ngoài. Dạ, thấy ra gọi quá trời luôn. Có lấy không? Lấy 10.000 á. Đi lối len cây á, già sao màn chừng dấu vách chẹt là đâu chẹt nào già đi chẹt là chừng dấu len cây chống tiền cây á cây cái dụng cụ công lập đó ba hay muốn ôm rồi nó chẹt lắm hả hay gì rồi rồi hay gì rồi ở phía ngoài chẹt đấy. Hậu xí, hậu xí nhậu sập kỹ che coi mày sai rồi. Mày lượng cái này quà mày. Mày lượng dụng. Xí đi phải hay không? Coi chi dành xí nhậu ta, mình xì vào mũ, đèn xí vào dậu. À, hay à. Chai cái mặt. Chai cái khí nào đấy? Dậu nhá, lo vậy đồ là bó lọ. Có cái khí dành để dành nó. Hay á. Đấy chiếu chiếu hay đồ mày à? Hay chiếu chủ cậu điểm tập xa mấy đồ. Không mai xí mày à?
nói chủ chứ mà này cái chuyện này khác mà dễ mà phụ ngàn ta có chị hậu cũng ngàn đó nhá là có chủ ơi phú thọ cái gì có biết mày ra à. Cái xuất biển nè, cái tuổi tỉnh lồn có biên nè. Cái tuổi tỉnh có biên đâu à? Có 20 con chú, có 20 cho con 20 thôi, 350. Bỉ lì á, hồi xin ngồi đặt hàng bỉ là tiền á mà. Có mà chẳng buồn nhật cây á. Mũ mài buôn che ra chứ. Để đi chè chè. Sập lục mài nha. Sập lục mài. Để mài nó xin lục là. Ồ, mũ mài buôn che đó chứ. Xình chẹt luôn này. Rồi rồi, để chảm ha. Để quẩn cho lan lan bị thị thị lại. Gì mà biết rõ á. Dạ.